Cụ thể, 6 nhà thầu giao thông được Bộ Giao thông Vận tải chấm phúc khảo nâng hạng từ chưa đáp ứng yêu cầu lên đáp ứng yêu cầu, gồm Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng Công ty Xây dựng Thành An thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Pinaconex, Bộ Xây dựng, Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông 1, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông Phương Thành. Lý giải cho việc này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong quá trình xếp hạng đã có những sai sót, nhầm lẫn nhất định từ phía các chủ đầu tư trong đánh giá năng lực các nhà thầu này. Ngược lại, Bộ Giao thông Vận tải cũng giáng hai nhà thầu xây lắp khác từ đáp ứng yêu cầu xuống chưa đáp ứng yêu cầu. Điều đáng lo ngại là dù lọt qua các vòng tuyển chọn, nhưng hầu hết nhà thầu nội có năng lực tài chính rất kém, hoạt động chủ yếu bằng vốn tạm ứng của chủ đầu tư. Công tác kiểm soát chất lượng yếu, tổ chức thi công lộn xộn, thường xuyên để mất an toàn lao động.